chúng ta sẽ chuẩn bị theo dõi trận bán kết 2 của giải bóng đá tranh cúp Hasanay. Hồng Duy, số 8 Nguyễn Tuấn Anh, số 10 Nguyễn Công Phượng, 19 Phan Văn Long, số 21 Cờ Sâu Úc và cầu thủ mang áo số 23 Nguyễn Quang Hải. Còn Natapol Jangcharoen, huấn luyện viên trưởng của U19 Thái Lan là ông Sasum. Cho đến lúc này thì Tuấn Tài đã có được 4 bàn thắng tại giải đấu lần này và anh vẫn đang có cơ hội để có thể đoạt danh hiệu vua phá lưới. Hiệp 1 của trận bán kết thứ 2 giải U22 Đông Nam Á giữa U19 Việt Nam và Thái Lan. Rất nguy hiểm. Đây là một trận đấu mà thử thách dành cho hệ thống phòng ngự của đội bóng trắng là rất lớn. Khoảng trống đã lộ ra và rất may cú đá vừa rồi bóng đã đi ra ngoài. Là những người rất mạnh trong việc dâng cao tấn công. Đó là một cú sút rất tốt từ phía cầu thủ của U19 Thái Lan. Từ một vị trí đá phạt tại giải năm nay. Đường truyền của Công Phượng. Xuyên chân đưa lại có bàn thắng mở tỷ số dành cho đội tuyển U19 Việt Nam. Nhìn các cầu thủ của chúng ta bị đối phương vào bóng ác ý. Quá đáng tiếc khi mà trong tình huống này thì Lê Văn Sơn đã không thể thành công khi mà Công Phượng đã đầy khôn ngoan, mưu mẹo và tinh quái để thực hiện đường truyền. Xuân Trường rất hay, lại là một đường truyền bóng bổng nữa. Cơ hội dứt điểm không vào. Đang có được những tình huống phối hợp rất đẹp mắt bằng những đường bóng dài của đội tuyển U19 Việt Nam và vừa rồi thì người dứt điểm lại là Quang Hải. Những đường truyền bóng bổng đã đưa bóng vượt qua tầm kiểm soát của các hậu vệ Thái Lan. Và vừa rồi thì Quang Hải đã có một cơ hội để thực hiện cú bắt vô lê. Thời gian trôi đi thì U19 Việt Nam đã tìm thấy được sự nhịp nhàng trong lối chơi. Không vào. Bóng đã chạm vào cột dọc rồi lại bật ra ngoài. Rõ ràng đến lúc này thì người hâm mộ đã bắt đầu cảm thấy hài lòng với lối đá mà đội bóng trắng tạo ra. Vô cùng đáng tiếc. Nguy hiểm. Cơ hội cho U19 Việt Nam. Không vào. Còn đây chúng ta đang được theo dõi lại pha thoát xuống của Công Phượng rất lắt léo và linh hoạt. Tuy nhiên khi đã vượt qua được hậu vệ của U19 Thái Lan thì Công Phượng lại không thể chiến thắng được thủ thành Pirapong của U19 Thái Lan. Hẳn là cũng đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn của U19 Việt Nam nhờ lối đá nhiều bóng đậm chất nghệ thuật như chúng ta đang thấy, dù nó chưa mang về bàn thắng mà Công Phượng đã tạo ra. Trong những trận đấu với các đội bóng đến U19 Thái Lan vẫn đang chơi với số đông cầu thủ bên phần sân nhà, nhưng những pha đập nhà như thế này đủ để làm giãn hàng phòng ngự đó. Vẫn là cơ hội cho đội bóng áo trắng. Điều còn thiếu duy nhất với đội bóng của chúng ta đang là bàn thắng. Thêm một cơ hội nữa dành cho các cầu thủ của chúng ta. Lần này là một quyết định dứt điểm ngay. Quyết định dứt điểm. Một pha phối hợp hay, một tình huống treo khe hợp lý để cho Hồ Tuấn Tài thoát xuống. Nếu như đó là trong những góc sút không thực sự thuận lợi thì cả Hồ Tuấn Tài và Quang Hải đều liên tục thực hiện những cú dứt điểm ngay. Lại là Quang Hải, cơ hội dành cho Công Phượng. Một lần nữa thì bóng vẫn chưa thể tìm đến mảnh lưới của đội tuyển U19 Thái Lan, dù rằng vừa rồi Công Phượng đã làm rất tốt phần việc của mình, có thể mở được tỷ số. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp này. Công Phượng đã rất bình tĩnh trong việc qua người. Nhìn pha xử lý này hay nhiều pha xử lý khác thì dẫu biết rằng sự so sánh này là quá khập khiễng, nhưng vẫn phải thốt lên rằng Công Phượng có những động tác đi bóng quá giống với Messi. Bây giờ thì trọng tài thẻ vàng đối với đội trưởng mang áo số 21 Chanrob Sampaudi của U19 Thái Lan. Đúng lúc này tiếng còi của trọng tài Sepasiut Phongsanit đã vang lên. Hiệp một trận bán kết thứ 2, số 15 thủ môn Trần Minh Toàn,
số 16 cầu thủ Anh Tài và số 18 Hoàng Thanh Tùng. Hiệp 2 của trận bán kết 2. Rất có thể sẽ có thẻ vàng ở tình huống phạm lỗi này. Đó là một quyết định hoàn toàn xứng đáng. Như vậy là đội trưởng của đội bóng áo xanh đã phải nhận chiếc thẻ vàng thứ hai. Mà chúng tôi thực hiện đã coi ông Guillaume Gravesen như người cha thứ hai của mình. Đây là một pha lên bóng tương đối sắc được thực hiện bởi đội bóng áo xanh. Rất nguy hiểm. Có thể lực rất tốt. Vẫn chưa thể có được bàn thắng. Và thêm một lần nữa thì Pierre-Apong lại cho thấy khả năng ra vào hợp lý. Đang thực sự thử thách sự kiên nhẫn của các chân sút áo trắng. Trở ngại lớn nhất với các cầu thủ chúng ta để có bàn thắng vẫn đang là thủ thành áo số 1 của đội bóng áo xanh. Công Phượng. Cú đá. Không vào. Cú đá đầy bất ngờ. Rất muốn được nhìn thấy từ phía đội tuyển U19 Việt Nam. U19 Thái Lan đã thiết lập một thế trận phòng ngự trong khoảng chừng 25m cách khung thành của đội nhà. Những cầu thủ khác đều lui về để bảo vệ khung thành. Cơ hội cho đội bóng của chúng ta. Cú đẩy bóng cuối cùng lại không thực sự thuận lợi. Đã khiến cho anh tự làm khó chính mình. Một trận đấu mà chúng ta thấy được những tố chất điển hình của một cầu thủ đá trung phong ở Hồ Tuấn Tài. Nhưng số 17 của U19 Việt Nam vẫn cần thêm sự chính xác và cả may mắn để thành công. Tuấn Tài có tốc độ, có sự dứt khoát và có một cái... Lần này thì đứng trước quả đá phạt là Xuân Trường. Cú đá cũng là của Xuân Trường và thêm một tình huống phối hợp đá phạt nữa rất hay. Bàn thắng được công nhận cho U19 Việt Nam ở một tình huống mà chúng ta không ngờ là bàn thắng lại đến khi đã có những cầu thủ Thái Lan cho rằng bóng đi hết đường biên ngang. Nhưng nó vẫn đến từ một tình huống dàn xếp đá phạt cực kỳ khôn ngoan. Nhiều các cổ động viên của U19 Việt Nam đang theo dõi qua màn hình TV cũng thực sự hạnh phúc. Một trong những điểm khác biệt rất lớn của U19 Việt Nam này là những giải pháp đá phạt vô cùng khôn ngoan của mình. Nó làm bất ngờ toàn bộ hệ thống phòng ngự của đối phương. Vừa rồi thì Xuân Trường đã thực hiện một đường bóng thuận lợi để cho Lê Văn Sơn băng xuống. Và những nỗ lực bền bỉ của hậu vệ cánh phải mang áo số 2 đã giúp cho đội tuyển U19 Việt Nam thành công. Đang mang đến những thời cơ lớn và tạo ra sự thay đổi. Ở tình huống này thì có nhiều khả năng chúng ta sẽ được theo dõi khả năng đá phạt trực tiếp của Lương Xuân Trường. Bóng đi vô sang hàng trong găng tấc. Đúng là rất đẹp mắt trong tình huống xử lý vừa rồi của Lương Xuân Trường. Khi Trường thành công với cú đá vào lưới của Indonesia thì cự ly gần hơn. Đó là một tình huống mà thủ môn của Indonesia đã đứng chôn chân. Những pha lên bóng của đội bóng áo xanh. Thái Lan đang muốn tận dụng những thời gian ít ỏi còn lại của trận đấu. Quả phát bóng lên. Pha châm ngòi của Chay Yasin. Trên kênh VTV6. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi. Cơ hội cho U19 Việt Nam. Vào rồi. Và bây giờ thì chắc chắn là chúng ta sẽ có mặt trong trận chung kết. Không gì có thể ngăn cản đội bóng của chúng ta. Như vậy là trọng tài xác định là đã có lỗi trong tình huống vừa rồi. Cầu thủ sắp vào sân bên phía U19 Việt Nam là Phạm Trung Tỉnh. Còn vừa rồi chúng ta được xem lại tình huống trận đấu này. Và tiếng còi đó đã vang lên. Đội tuyển U19 Việt Nam đã giành vé vào trận chung kết của Cúp Hassanan Bolkiah. Một chiến thắng xứng đáng dành cho U19 Việt Nam trong một trận đấu mà chúng